Hello, chủ đề hôm nay sẽ là về friend zone như trong tiêu đề. Về cơ bản cái mối quan hệ friend zone tức là bạn thích một đứa và nó chỉ coi bạn là bạn rồi. Kìa đây, bút màu xanh thích bút màu đen nhưng bút màu đen chỉ coi nó là cái bút bình thường thôi bởi vì nó không lông lá bằng cái bút này. Anyway, câu chuyện là mình thích một đứa trong một khoảng thời gian rất là dài nhưng mà mình bị đặt trong cái friend zone. Mình bị friend zone tầm vài năm rồi nên là mình nghĩ là cái kinh nghiệm về cái đấy mình cũng khá là ổn. Nên là cái video này dành cho các bạn để đỡ mất công, đỡ mệt mỏi và kiểu đỡ hoài về cái friend zone để tự hỏi mình hay không. Và đây sẽ là những dấu hiệu để bạn biết được mình có trong friend zone hay không. Như mình. Đầu tiên là những câu nói kinh điển như là anh em thôi. Hay nếu soát một tí nó sẽ nói là bạn tốt, bạn tốt. Thứ hai là nó sẽ không muốn đi cùng bạn ở những chỗ đông người một mình. Nghĩa là một một ấy sẽ luôn phải có từ 3 đứa trở lên để tránh tình trạng yên tĩnh như này. Rồi sau đó là những dấu hiệu khó thấy hơn như là ỏ được dùng cho rất nhiều thứ như là cún con này, ỏ hai đứa hôn nhau này. Just watching her blonde hair sunburn, stare at them white caps rolling over. Aww. Hay là sao chân em to thế. Tiếp theo là crush sẽ luôn mong muốn bạn tìm một đứa con gái phù hợp. Còn nếu bạn nói đó là đứa con gái phù hợp ấy, thì nó sẽ dìm hẳn bản thân hơn cả bảo giá cả. Lại tiếp, một đứa muốn tìm hiểu bạn sẽ không bao giờ khuyên bạn đi tìm hiểu người khác thay bạn. Có thể nó sẽ khoe với bạn là người yêu của nó thế này thế kia, rồi bạn sẽ phải nghe nó ăn lẳng về việc hai đứa cãi nhau chỉ vì quần xỉ. Nghe có thôi không? Và một số thứ nhỏ nhỏ để bạn thấy là mình đang ở trong friend zone. Khi mà rủ nó đi xem phim ấy, thì nếu nó có hỏi là có ai đi cùng không? Friend zone. Friend zone. Friend zone. Đấy là cho những ai đã ở trong friend zone. Còn đây là những thứ biến bạn vào trong friend zone. Đừng làm những thứ này. Nhất, không nickname là để cho bạn bè, không được để nó đặt nickname cho bạn như là Sweetie Pie, Squishy Poo hay là Choco Pie. Thứ hai là đừng có tưởng bở khi mà đứa bạn thích chạm vào bạn ấy thì đừng tưởng bở nó thích bạn. Mày ơi, nó chạm vào tao, tao cảm thấy một luồng điện trong sáng. Quên nó đi, tất cả những gì bạn nghĩ là kiểu nó thích bạn không kiểu bởi vì nó chạm rất là nhiều đứa. Thứ ba là đừng có đi phục vụ nó làm cái gì. Đừng có phục vụ nó thái quá như này. Thì nó sẽ rất buồn cười vì bạn đâu phải oxy cho nó. Làm cún con cho nó suốt ngày làm gì. Thì tất cả những cái phục vụ của bạn ấy cũng chỉ là cái ỏ. Mà các bạn biết ỏ là gì đúng không? Có thể bạn đọc ở đâu đấy là người đàn ông tốt sẽ luôn ở đó khi cô ấy cần. Thứ nhất là thằng này nó hết việc. Và thứ hai là nó cũng hết việc. Câu đấy có khi là toàn những cái bọn thất tình nó không cho gì làm luôn này, kiểu đánh đánh không đánh nhau không, kiểu đăng lên mạng cho nó xì ngầu. Xì ngầu. Phục vụ ấy thì cái gì nó cũng phải vừa thôi. Biết tại sao lúc nào mà cũng ở bên đấy với nó mà không được gì không? Cái gì cũng phải mơi mơi. Nó chọn giữa một đứa lộ một tí khe ở đây để kiểu gợi cảm với một đứa chạy tùng ngông ra đường để chọn đứa nào. Còn nếu mơi mơi rồi tán tỉnh mà vẫn trong friend zone ấy thì xác định là mãi mãi trong đấy không tán được đâu, yên tâm. Bạn vẫn là bạn, nó vẫn là nó. Nên là sau khi biết mình ở trong friend zone thì đây là những gì bạn cần để thoát khỏi friend zone. Và đây là câu hỏi khoai nhất trong ngày. Vậy làm thế nào để thoát khỏi friend zone? Làm nào? Bất cứ thằng nào nói là ở friend zone rất là ok ấy, thì thứ nhất là nó đã tự an ủi bản thân. Còn thứ hai là nó chả hiểu gì về friend zone cả. Friend zone sẽ không quan trọng nếu mà bạn không thích nó. Nên là anyway. Và với những ai chấp nhận ở trong friend zone mà kiểu không đòi hỏi gì thế không được gì đâu. Các cụ đã có câu là expect nothing, get nothing. Các cụ Tây. Mình nói toẹt luôn là léo đeo đi sau đứa khác không bao giờ là tốt cả. Đừng có theo đuổi nó tận già mà không được gì. Rồi tự hào với bản thân là wow, mình thật trung tình. Nếu friend zone là một con số, nó sẽ là số 96. Bạn có thể chuyển 96 thành 69 nếu mà không sự hợp tác của cả hai người. Duh. Nhưng thoát khỏi friend zone không phải là không làm được. Các cụ lại có câu là never say never. Never. Cái cụ này hơi trẻ đi. Cụ này trẻ vãi. Nhưng mình biết một cách để bạn không phải nghĩ gì về nó nữa. Đấy là đừng nghĩ gì về nó nữa. Duh. Hãy tỏ khoảng cách một tí. Tôn trọng bản thân một tí. Rồi bạn sẽ có hai tí.
Anyway, hãy cho nó thấy là khi nó không có được bạn thì nó sẽ phải tiếc khi bạn bỏ đi. Trừ khi bạn nặng bét mẹ. Nó sẽ không còn đứng số 1 nữa mà nó sẽ đứng số 2 ngay sau mẹ bạn. Tổ sư, bạn là một cá thể riêng, không phải phụ thuộc vào ai hết. Và đây không cần, nghĩa là không cần luôn đấy, chứ không phải chảnh và hy vọng là nó quay lại để ý bạn đâu. Tách nó cho tách luôn. Đừng nghĩ là mình đang xui bạn bỏ mối tình nhé. Mà bạn đã có rất nhiều cơ hội và những người khác đợi bạn ngoài kia. Có hàng tỷ đứa đang chờ đón bạn ngoài kia mà. Nhưng mà nó đéo yêu mày. Còn nếu cụ thể hơn để làm nào để quên nó thì nó có trong cái video làm thế nào để vượt qua chia tay cái con khỉ kia. Sau khi đã xác định ở trong friendzone, tại sao lại friendzone và cách thoát ra ở friendzone, thì mình hy vọng các bạn đỡ mệt mỏi và đỡ mất thời gian vào trong những cái vô bổ đấy. Thực ra nó không phải vô bổ, nó chỉ mất thời gian thôi. Nghe rồi, hết thử hết nói rồi. Bye. Yeah.